bệnh nấm phấn trắng thì chúng ta nhìn trên cái lá cây hoa dược dược này, các bạn nhìn rất là rõ, nó sẽ có cái màu trắng nó nổi ở trên này như là màu mốc. Xin chào các bạn. Sau những ngày mưa lồm ẩm của miền Bắc thì lúc này thời tiết cũng đã có cái đợt gió mùa đông bắc về. Lúc này thì thời tiết cũng hanh khô, không còn mưa lồm ẩm như những ngày trước nữa. Nhưng trên cây hoa dược dược lúc này đang xuất hiện cái bệnh nấm phấn trắng. Thời điểm này là cái thời điểm bệnh nấm phấn trắng phát triển rất là nhanh. Đây là cây hoa dược dược đã bị nhiễm tương đối là nặng rồi các bạn. Thì chúng thường xuất hiện ở những cái lá già ở phía dưới gốc này trước này các bạn. Bệnh nấm phấn trắng thì chúng ta nhìn trên cái lá cây hoa dược dược này, các bạn nhìn rất là rõ, nó sẽ có cái màu trắng nó nổi ở trên này như là màu mốc. Thì khi chúng ta di tay vào thì nó cứ nhòe ra như này. Đấy, nhiều khi nó cứ nhòe ra như này. Cái bào tử lấm phấn trắng này nó sẽ có ở trong không khí và có trong đất. Khi mà thời tiết mà mưa nhiều ngày, độ ẩm không khí cao, chúng phát triển trên cái lá già của cây hoa thực dược này. Khi mà bị lặng là những cái lá nó sẽ bị mất hết diệp lục, nó chuyển sang màu vàng như này. Và sau đó nó sẽ khô dần. Thì ngay lúc này thời tiết đã hanh khô, nó rất thuận lợi để cho chúng ta phòng trị cái bệnh nấm phấn trắng trên cây hoa thực dược. Các bạn xịt thuốc ngay ở cái thời điểm này là chúng ta sẽ cứu được những cây hoa thực dược, nó không bị lặng và nó sẽ khỏi hoàn toàn. Còn nếu chúng ta không phun xịt được ngay lúc này, thời tiết mà nó lại mưa tiếp, lồm ẩm tiếp, thì cái cây hoa thực dược này rất là khó chữa. Tranh thủ cái thời tiết này hanh khô này thì các bạn xịt luôn cho mình thuốc trị nấm phấn trắng. Thì trên tay mình đây đang cầm một gói thuốc Anvin. Thì đối với cái thuốc Anvin này, nó chuyên trị bệnh nấm phấn trắng các bạn nhé. Thì một gói này các bạn hòa cho mình một bình 16 lít. Đây là nhà sản xuất người ta quy định như vậy. Nhưng mình có thể hòa ở cái mức khoảng độ 12-13 lít cho nó đậm đặc thêm. Thì các bạn hòa xong thì các bạn xịt cho mình, ướt đẫm toàn bộ lá, ngọn và phía dưới gốc này. Chúng ta xịt hết, xịt ướt đẫm. Thì sau khi chúng ta xịt xong, khoảng độ mấy ngày sau là cái nấm này nó sẽ chết. Khi mà cái nấm này nó chết, nó khỏi, thì cái biểu hiện của cái nấm này là những cái chỗ bị nấm này nó sẽ cong queo lại, cong queo lại. Khi chúng ta dùng tay chúng ta vò vò như này thì cái bột nấm phấn trắng này nó sẽ long ra, nó sẽ long ra như vôi bột đấy các bạn nhé. Còn lúc này khi mà cái bệnh nấm phấn trắng nó đang ký sinh như này, nó như là một cái lượt mốc, nó ký sinh ở trên cái mặt lá này. Chúng ta lấy tay chúng ta di thì nó chỉ có nhòe ra thôi, chứ không bao giờ nó rụng thành bột các bạn nhé. Còn khi nếu mà chúng ta đã chữa được nó khỏi thì cái cách nhận biết kiểm tra là cái cây hoa dược dược nó đã khỏi nấm phấn trắng chưa, thì là các bạn chỉ cần vò vò cái lá này, vò vào cái chỗ có nấm ấy, là cái bột nó sẽ long ra, nó rơi ra như là vôi bột ấy. Lúc đó là cây của chúng ta đã khỏi. Nhưng chúng chỉ khỏi được một thời gian thôi các bạn. Nếu mà thời tiết lại lặp lại cái hiện tượng mưa nhiều ngày, độ ẩm trong không khí cao, thì chúng lại phát triển. Nhưng khi chúng ta đã xịt được khỏi thì sau này nó có bị cũng bị ít hơn. Đây lát nữa thì mình cũng đi phun xịt những cái chỗ nào mà mình kiểm tra mình thấy thì mình phun xịt các bạn ạ, dập ngay ở cái thời điểm này. Tranh thủ cái thời tiết nó còn đang hanh khô như thế này. Chứ còn nếu mà thời tiết mà nó hết cái gió bắc này cái, nó chuyển sang lồm ẩm một cái, thì lúc đó không kịp được các bạn ạ. Trời nó lại mưa, mình xịt thuốc vào cái nó mưa ngay thì cái tác dụng của thuốc nó cũng không hiệu quả cao. Nên là khi chúng ta ra vườn ở cái thời điểm này, thấy cái lá hoa thực dược mà nó bị cái nấm phấn trắng như này, thì các bạn dùng ngay
cái thuốc Anvin này các bạn trị cho mình. Chỉ cần mỗi một Anvin thôi nhá, không cần một loại thuốc nào khác. Chỉ cần mỗi một loại thuốc Anvin này thôi, không cần một loại thuốc nào khác. Đối với thuốc Anvin này là một loại thuốc đặc trị lấm phân trắng. Nó rất tốt cho phòng trị cái bệnh lấm phân trắng này trên các loại cây trồng, không cứ là cây hoa dược dược các bạn nhé. Các bạn phải xịt ngay cho mình đi, không là nó sẽ loang ra và cái cây hoa dược dược của ta nó sẽ rụt đi, nó sẽ không lên được. Nó dẫn đến cây hoa dược dược sau này nó sẽ lụi đi và nó sẽ bị chết, nó chỉ còn lại cái củ ở dưới thôi. Mùa xuân là cái mùa thời tiết của miền Bắc, nó có những cái đợt gió mùa đông bắc lệch đông, lệch ra biển và nó thổi cái lượng hơi nước ở ngoài biển vào. Nó kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và cái độ ẩm không khí nó rất là cao, khiến cho trời âm u cả ngày và cái lá cây lúc nào cũng bị ướt. Lúc đó là cái thời điểm cái bệnh lấm phân trắng chúng phát triển mạnh nhất trên các loại cây trồng, trong đó có cây hoa thực dược. Thời điểm này chúng ta cứ quan sát có cây hoa thực dược nào nó có lấm phân trắng thì các bạn dùng Anvin, các bạn xịt cho mình, xịt càng sớm càng tốt các bạn nhé. Anvin này thì nó rất là hiệu quả, chúng ta xịt là nó sẽ khỏi. Nếu mà các bạn muốn nó khỏi hoàn toàn nữa thì chúng ta có thể nhắc lại khoảng độ 2-3 ngày sau các bạn lại xịt cho một đợt nữa. Thì các bạn nhớ là dùng duy nhất một cái gói Anvin như này, hòa với lại 16 lít nước, và có thể hòa đậm đặc hơn, hòa khoảng độ 12-13 lít cũng được. Phun xịt ướt toàn thân, toàn lá cây hoa thực dược cho mình. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.